Mẫn ơi, Mẫn ơi, cậu nhà Mẫn, cậu nhà Mẫn. Bác gọi tóc cơ 2,7 triệu follow cao và Mẫn mệt mỏi vì lên cơn chấn động sau Tết phải đi khám và nghi ngờ bị nóng trong người, mỡ trong máu. Gì vậy? Tôi hả? Thôi chết là bây giờ bị lộ rồi, phải làm sao đấy hả? Trời ơi, hay là bây giờ mình bớt ăn mặn lại, bây giờ mình ăn chay đi, mình thanh lọc cơ thể. Thôi đi, ăn rau củ ngán muốn chết luôn á, tôi ghét ăn rau lắm, tôi ăn thì rau. Mà chắc chưa, có dầu hào Maggi nấm hương vô thì món xào rau củ quả, món chay cũng ngon bá cháy, không tin thử đi. Cái gì đây? Dầu hào chay từ nấm hương của Maggi nè, giờ mới biết luôn á. Nào giờ ghét ăn chay, ghét ăn rau củ quả dữ lắm luôn á. Nhưng mà thôi, lần này vì sức khỏe một bữa đi, quyết định thanh lọc cơ thể một bữa, mình sẽ làm món giá xào đậu hũ nấm hương. Nguyên liệu thì cực kỳ đơn giản luôn, tên sao á thì thành phần vậy. Nào giờ bình thường mọi người cứ nghĩ là tôi không biết nấu ăn không, mà hôm nay tôi sẽ vô bếp cho mọi người lé mắt một bữa. Cho dầu, cho tỏi và chảo phi lên cho thơm, sau đó mình sẽ cho nấm hương vào xào trước và nêm nếm một số gia vị sao cho vừa ăn là được. Tiếp theo thì mình sẽ cho đậu hũ vào nha, xào 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 cho thấm gia vị. Khi mà đã thấy đậu hũ với lại nấm hương được áo một lớp gia vị rồi á thì mình mới bắt đầu cho giá vô. Và một nguyên liệu chắc chắn không thể thiếu được đó chính là dầu hào Maggi nấm hương. Dầu hào Maggi nấm hương tiện lợi lắm nha, chay mặn đều dùng được. Trong sản phẩm còn có vụn nấm hương tự nhiên gây mùi thơm lắm, kết hợp cùng món xào vừa trong hấp dẫn mà hậu vị cực kỳ hài hòa luôn. Rau củ xào trở nên óng ánh bắt mắt, bao bì lại một màu xanh lá mơn mởn, nhìn thôi đã thấy tươi rói mát con mắt rồi. Để tăng thêm hương vị, các bạn có thể cho thêm miếng tiêu, miếng ớt nữa. Ồ, oh, đồ chay đi đó, trời, nhìn cái dĩa đồ chay mà hấp dẫn không có thua gì đồ mặn luôn đó. Thơm nức cái mùi dầu hào nấm hương để vậy còn trong óng ánh mơn mởn. Nấm hương dai sần sật và có cái vị ngọt đặc trưng của nấm. Vị giá ăn thanh nhẹ, còn đậu hũ thì bùi bùi. Hợp thêm cái vị cay của ớt nữa quá là đã luôn. Dừng lại. Không cho ăn thì thôi. Có đâu, tôi kêu ông ăn từ từ thôi. Bữa nay tôi ăn chay, tôi mời ông ăn đó. Hả? Vậy hả? Bình thường tham ăn hút uống mà bữa nay Thảo ăn dữ. Để cho món chay thêm đậm vị và thơm ngon, cả nhà đừng bao giờ quên dầu hào Maggi nấm hương nha. Nhất là trong tháng giêng này nữa đó nha.